Hello, xin chào các bác nhé. Chào mừng các bác quay trở lại kênh YouTube của hàng bán gì ạ? YouTube clip ngày hôm nay thì em lên cho bác. Đây, một số cái một cái ủ cháo này, những cái ủ cháo với lại cái công nước giữ nhiệt nhá. Đấy. Đây có này, đôi này. 4 này. 4 này, 6 cái nhá. Đây hai cái ủ cháo đây. Thì em cho các bác xem, thật sự các bác độc hàng chưa dùng nhá. Đấy, cốc này. Đây nhá các bác này, USA này. Đấy, cho hàng xuất lại công nghệ Nhật, xuất châu Âu, xuất Mỹ các bác nhá. Đấy. Nhìn này. Chưa dùng nhá. Đây này các bác này, mới tinh luôn này. Chưa dùng này. Đấy, có phải chú ý tiếng Anh này. Đấy. Đấy, một cái nhá các bác này. Cái thứ hai đây. Các bác xem lại độc cái thứ hai đây nhá. Các bác chọn cái nào để bác cứ alo cho em nhá. Cái thứ hai đây. Đây con này cả ống hút này. Đấy. Bên trong màu đen nhá. Đều giữ lạnh hết. À quên, em báo giá luôn cho các bác nhá. Để các bác đấy, cái này nhá. 200k này. Đây. Còn cái này là 150k này. Tiếp theo cái thứ ba này. Đấy. Độc các bác nhìn mới căng sạp băng luôn này. Đấy, doang chứ của nó rất là ok nhá. Có cả rót nước này. Đấy, con này thì cũng là 150k này. Đấy. Xem con này. Ôi xin lỗi em. Thật ra một tay em hơi khoa tao này các bác này. Mới tinh luôn này. Đấy, mới tinh luôn nhá. Đấy. Con này thì cũng là 150k các bác nhá. À con này nó bị hỏng cái doang này rồi. Thôi con này bỏ ra các bác nhá. Con này bỏ ra. Đấy, tiếp hai cái ủ cháo này các bác này. Hai cái ủ cháo này. Giữ cháo này cho trẻ em nhé. Đấy. Đây này, các bác mới tinh luôn nhá. Ủ cháo này các bác ấy cũng được, các bác muốn được ủ nước cũng được. Đấy, những cái dòng này thì nó hơi mắc một chút, dòng này nó ấy hơn. Cái dòng này là 200k một cái các bác nhá. Đây hai cái này. Hai cái này bác đây. Cái này cũng vậy, mới tinh luôn nhá, chưa dùng. Đấy. Mới keng luôn này các bác. Đấy, con này thì cũng là 200k một cái các bác nhé. Đấy. Bác nào chốt cái nào thì bác vui lòng liên hệ với em nhé. Đấy, em chào các bác nhé. Em hẹn các bác clip tiếp theo nhé.